Bạn có bao giờ thấy thích một bức ảnh trên mạng và muốn làm ra một tấm ảnh tương tự nhưng lại gặp khó khăn? Hay chức năng tự động tạo ánh sáng bằng AI của D5 đôi khi cho ra kết quả không như mình tưởng tượng? Mình cũng từng bị như vậy. Và sau một thời gian sử dụng D5 thì mình đã tìm được cách giải quyết vấn đề đó. Vậy thì cách làm như thế nào? Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin chia sẻ đến mọi người một cách thiết lập ánh sáng môi trường trong phần mềm D5 Render. Mình đã áp dụng cách này và thấy nó khá đơn giản để mang lại hiệu quả cao. Nó sẽ làm tăng chất lượng hình ảnh render thô, đồng thời có thể giảm thời gian cho quá trình hậu kỳ của bạn. Ok, bắt đầu nha. Đầu tiên là phần chuẩn bị. Trước tiên mình sẽ cho các bạn xem các hình mẫu mà mình sẽ chọn để thực hiện. Đây là những hình ảnh mà mình sưu tầm trên Internet. Mình đã cố tình lựa chọn các thời điểm khác nhau cho đa dạng để các bạn dễ nhận thấy sự khác biệt nhất. Gồm có tấm đầu tiên là buổi chiều với tông màu xanh tím, tấm thứ hai là một buổi chiều nắng ấm nhẹ, tấm thứ ba là một bầu trời trong xanh với nắng khoảng 10 giờ, tấm cuối cùng là một view ngược nắng. File sẽ thực hiện hôm nay cũng là một bài được chia sẻ trên cộng đồng D5. Mình có điều chỉnh lại một chút, phần cỏ sẽ thay thế cho mặt nước ban đầu để các bạn dễ hình dung về màu sắc hơn. Đầu tiên, trước khi đến với phần setting ánh sáng thì chúng ta cần hoàn tất các công đoạn trước đó như dựng hình, ố vật liệu và đặt cây cối cũng như các đối tượng trang trí khác. Trong bài này thì tác giả trước đó đã thực hiện những việc này rồi, nên mình sẽ tiến đến bước tiếp theo là đặt camera. Sau khi đặt camera xong, chúng ta sẽ kiểm tra tất cả các thông số trong mục Environment và Effect để đảm bảo các thông số này đều là mặc định. Bạn cũng có thể click chuột phải vào mỗi thông số để đưa nó về mặc định. Riêng phần Skyline và Background thì mình sẽ đưa thông số về 0. Tiếp theo chúng ta sẽ mở hình mẫu lên và phân tích ánh sáng. Ở hình đầu tiên này là một bầu trời buổi chiều, ít mây, có tông màu chủ đạo là màu xanh, một ít màu tím ám lên công trình. Phía chân trời có một chút vàng và đỏ, do đó chúng ta sẽ tìm hình ảnh HDRI có thông số tương tự. Ở đây mình đã tìm được một hình phù hợp. Mình sẽ để link trong phần mô tả để các bạn có thể tải về các hình ảnh HDRI theo mong muốn. Sau khi loát HDRI vào xong, mình sẽ chỉnh lần lượt các thanh Skyline và Background. Chỗ này các bạn nhớ bấm vào nút ở đây để D5 hiển thị thêm thanh Background nhé. Làm như vậy, chúng ta có thể cân chỉnh lần lượt giữa độ sáng của môi trường và độ sáng của phần nền phía sau một cách chủ động hơn. Tiếp đó chúng ta sẽ cân chỉnh lại màu sắc của background một chút. Ở đây mình nghĩ là cho ánh sáng môi trường xanh một tí là được. Phần fog thì mình sẽ quay lại với ảnh mood. Ở ảnh này, những công trình và cây xanh phía xa có vẻ hơi ám màu xanh nên mình sẽ chọn màu xanh. Sau đó thì điều chỉnh các thông số còn lại để có kết quả tương tự. Sau khi cân chỉnh xong, chúng ta chuyển qua phần effect. Ở đây mình chưa sử dụng LUT nên sẽ tạm bỏ qua. Các thanh từ exposure đến slope chúng ta sẽ chỉnh đến khi có được độ tương phản ưng ý. Xong bước này, các bạn có thể bấm update một lần để tạm lưu lại những điều chỉnh, rồi bấm phím tắt F4 hoặc click chuột vào phần display và bấm nút này để D5 tính toán ánh sáng đúng hơn. Ok, sau khi phần này chạy xong thì rất nhanh chóng chúng ta đã có được một bức hình review với màu sắc tương đương với hình ảnh render sau cùng. Bây giờ mình sẽ mở Snipping Tool lên để chụp màn hình này lại, save lại, đặt tên gì tiện cho bạn sử dụng là được. Đuôi cứ giữ nguyên là PNG. Chúng ta sẽ mở hình này lên bằng Photoshop. Ở đây hình này cần được đổi về dạng background để chúng ta có thể sử dụng. Các bạn vào phần Layer, New, Background Form Layer, click chuột để đổi thành dạng background. Bây giờ các bạn có thể điều chỉnh các công cụ trong phần Adjustment Layer này. Mình thường sẽ sử dụng Selective Color. Trong đây có các vùng màu riêng biệt. Các bạn cứ cân chỉnh màu sắc theo như hình mood ban đầu. Có thể mở song song hai hình để dễ so sánh và điều chỉnh. Phần màu đỏ trong hình này là phần trần ở đây. Nó cũng tương ứng với phần gạch trong hình mood. Mình thường sẽ cân chỉnh thanh black trước để xem phần đậm nhạt. Sau đó sẽ chỉnh lần lượt các thanh màu phía trên. Sau khi chỉnh xong màu đỏ, chúng ta sẽ thực hiện tương tự với các màu còn lại. Phần màu vàng sẽ tương ứng với đèn, màu xanh là lá cây. Màu vàng và xanh lá cũng ảnh hưởng đến cây, cho nên các bạn cần quan sát và điều chỉnh cho phù hợp nhé. Màu cyan là của bầu trời và bóng đổ. Màu xanh dương cũng của bầu trời và bóng đổ. Màu tím cũng có ảnh hưởng một chút. Sau khi hoàn thành, các bạn có thể lưu file Photoshop này lại để tiện chỉnh sửa sau này. Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành xuất nó ra thành LUT. Các bạn vào File, Export, Color Lookup Table. Ở đây các bạn phải đưa hình về dạng background thì phần này mới hoạt động được. Mình đã làm lúc trước rồi nên bảng này sẽ hiện lên. Phần Description các bạn giữ nguyên. Các thông số còn lại các bạn có thể chọn giống mình nhé. Quality chọn 2, Format chọn vào ô thứ nhì. Sau đó bấm OK. Lúc này Photoshop sẽ lưu những thiết lập của chúng ta thành một file LUT. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại trong D5. Bây giờ các bạn vào phần Effect, đích vào ô kích hoạt LUT lên. Sau đó loát file LUT vừa làm khi nãy vào. Trong thanh cường độ
Lúc này các bạn chỉ cần tăng tối đa là được. Vậy là xong rồi, mình sẽ lưu hiệu ứng này lại một lần nữa. Save file trước khi render, sau đó bấm render thôi. Các bạn vào phần máy ảnh, chọn kích cỡ, ở đây mình chọn là 4K. Có thể lưu kèm một số kênh phụ nếu muốn. Chọn đuôi PNG hoặc là EXR, sau đó bấm render. Bây giờ thì máy đã render xong, bạn có thể mở hình lên để kiểm tra. Có thể tăng giảm độ sáng một chút nếu muốn. Sau đó tiến hành các bước hậu kỳ nếu cần thiết, hoặc có thể giữ nguyên hình này để sử dụng cũng được, vì cơ bản chúng ta đã hậu kỳ nó bằng lút lúc nãy rồi. Mình cũng áp dụng cách làm này cho một số bức ảnh khác, mình sẽ để lên cho các bạn xem nhé. Hy vọng những chia sẻ của mình vừa rồi giúp cho các bạn có thể thuận tiện hơn trong việc thiết lập ánh sáng với D5. Nếu các bạn thấy nó hữu ích, có thể ủng hộ cho mình một subscribe và một like, cũng như chia sẻ nó đến bạn bè để mình có động lực làm những clip hướng dẫn tiếp theo nhé. Bye bye!